Cho bạn nghĩ những hiểm họa thiên nhiên hay tai nạn giao thông có thể xảy ra với bất cứ ai, trừ bạn. Nhưng sự thật là không có ngoại lệ nào cả. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tự trang bị để đối mặt với mọi thứ. Và sau đây là những thông tin bổ ích cho bạn. Nếu bạn ngửi thấy mùi cá tanh trong nhà, đầu bạn nên nảy số rằng có thể dây điện bị nóng chảy và dễ dẫn đến cháy nổ. Hãy cúp điện cho đến khi bạn tìm ra nguyên nhân của mùi đó nhé. Nếu dầu ăn bắt lửa trên bếp, đừng lấy nước dập lửa, điều đó chỉ càng khiến lửa bốc lên cao hơn. Thay vào đó, hãy lập tức tắt bếp và phủ khăn ẩm hoặc đậy vung lên chảo. Khi hết oxy, lửa sẽ tắt. Nếu ngọn lửa vẫn liu riu, hãy đổ một vốc muối nở hoặc muối thường lên đó, nó sẽ làm lửa tắt hẳn. Nếu xe của bạn hỏng khi đang ở trên đường ray và một đoàn tàu đang đến gần, ta nên làm gì đây nhỉ? Nghĩ xem nào. Không, chạy ra khỏi xe nhanh nhất có thể. Sau đó, chạy ra khỏi đường ray, nhưng ngược về phía tàu. Nếu chạy về phía trước, những mảnh vỡ của xe có thể chôn vùi bạn đấy. Khi trời nóng, nếu bạn thấy chóng mặt nhưng không biết liệu có phải do say nắng hay không, hãy ăn đồ ngọt như một viên đường hoặc kẹo chẳng hạn. Nếu chúng có vị ghê ghê thì hãy tìm trợ giúp y tế ngay. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu bạn không thể ra khỏi xe, hãy cố phá vỡ kính, nhưng nhắm vào các cạnh chứ không phải giữa kính. Nếu có thể tháo tựa đầu ra khỏi ghế, hãy dùng nó để phá vỡ kính. Tựa đầu khác nhau tùy thuộc vào mẫu xe, nên hãy học cách tháo chúng ra ngay từ lúc mới mua xe. Nếu có đám cháy, hãy nhớ rằng khói sẽ lan đến bạn trước, chứ không phải lửa. Đó là lý do tại sao bạn cần áp sát xuống sàn để không hít phải khói. Bạn nên ở trong tư thế này cho đến khi có thể thoát ra khỏi tòa nhà hoặc có ai đó đến để giải cứu bạn. Nếu cần giúp đỡ ở nơi đông người, đừng chỉ hét lên. Thay vào đó, hãy chỉ vào một người cụ thể để nhờ giúp. Ví dụ như, cô áo đỏ ơi, giúp tôi đứng dậy với. Nếu một cơn lốc xoáy đang đến gần khu bạn ở mà không có đủ thời gian để trốn đi, nơi tốt nhất để ẩn náu trong nhà là bồn tắm. Đừng quên lấy thêm một cái đệm lớn nếu có thể, vì nó sẽ bảo vệ bạn khỏi các mảnh vỡ rơi xuống. Bạn đang đứng trên một ngọn đồi và đột nhiên tóc tai bạn dựng đứng hết cả lên. Đây là dấu hiệu của điện trong không khí. Thường xảy ra trước khi sét đánh. Chạy trốn nhanh nhất có thể và tìm một nơi trú ẩn. Đừng bật nhạc to và vui tươi khiến bạn muốn nhảy múa khi đang lái xe. Nghiên cứu chứng minh rằng điều đó làm bạn mất tập trung, điều tương tự với nhạc bạn không thích. Vậy, hãy tạo một danh sách các bài êm đềm mà bạn yêu thích nhé! Nếu nghi ngờ vật nào đó có thể bị nhiễm điện nhưng vẫn phải kiểm tra nó, hãy chạm vào bằng mu bàn tay. Bằng cách này, bạn sẽ có thể rụt tay lại nếu có điện thật. Còn nếu chạm vào bằng lòng bàn tay, điện tích sẽ khiến tay bạn quắp vào và không thể rụt lại. Nhẹ nhàng mà nói, đó sẽ là một trải nghiệm gây sốc đấy! Nếu bạn đang gọi dịch vụ khẩn cấp, trước hết hãy cho họ địa chỉ và chỉ giải thích lý do bạn gọi. Ngay cả khi có điều gì đó hoặc ai đó buộc bạn phải kết thúc cuộc gọi thì tổng đài viên vẫn biết gửi trợ giúp đến đâu. Nếu bạn bị mất phương hướng sau khi lặn xuống và không thể tìm được đường ngoi lên mặt nước, hãy thở ra. Các bong bóng sẽ bắt đầu nổi lên và bạn chỉ cần bơi theo chúng là được. Nếu mà con thú hoang cào cấu hoặc cắn bạn, hãy rửa thật kỹ vùng da đó và nhanh chóng đến bệnh viện. Hãy giành giật từng phút, vì vết thương sẽ rất nhanh chuyển biến xấu. Một chai nước có thể đột nhiên cháy nếu ở đủ lâu dưới ánh nắng trực tiếp. Trong trường hợp này, cái chai sẽ hoạt động như một ống kính, nhận mọi nhiệt lượng vào một điểm. Vì vậy, đừng bao giờ để chai nước gần xe hơi vào những ngày nắng nóng. Còn ở nhà, hãy để chúng xa cửa sổ nhé! Mùi kim loại trong miệng khi bạn ở dưới nước hoặc bể bơi là dấu hiệu xấu đó. Điều đó có nghĩa là có điện ngắn mạch ở xung quanh. Hãy ra khỏi nước ngay lập tức. Chấm hết. Nếu xe hơi bị trượt bánh, bạn có thể kiểm soát lại bằng cách lái theo hướng trượt chứ không phải ghim lại. Trên hết, nguy cơ xe bị lật cũng sẽ thấp hơn, nhưng quan trọng nhất là không bao giờ được đạp phanh. Bạn bị lạc và điện thoại hết pin ư? Hãy tự chế la bàn bằng điện thoại của bạn. Tháo rời nó ra và tìm nam châm bên trong. Bạn sẽ cần khoảng 2,5cm dây kim loại. Đặt một đầu dây vào nam châm và nhớ kỹ nó là đầu nào. Sau đó, lấy một mảnh giấy nhỏ hoặc một chiếc lá khô, đặt dây lên chiếc lá và để nó trôi nổi trên vũng nước sạch. Phần dây bị tử hóa sẽ chỉ về phía bắc trong vòng vài giây. Vậy thì, sau khi thoát được, chắc bạn phải sắm điện thoại mới thôi. Nếu bạn ở trong thang máy với một người khả nghi, hãy nhấn nút ở mỗi tầng. Điều này sẽ cho bạn cơ hội để chạy trốn hoặc báo hiệu cho ai đó.
Nhược điểm là nếu có một vài người khác đi cùng bạn trong thang máy, họ có thể nghĩ bạn đang chơi khăm. Bạn có thể dự đoán thời tiết bằng một tách cà phê hoặc bất kỳ đồ uống nào. Hãy lắc đồ uống rồi rót vào ly. Nếu bong bóng lan sang các cạnh, thời tiết sẽ tốt trong vòng 12 giờ tới. Nếu bong bóng tập trung ở giữa, giông tố sẽ đến trong vòng 12 giờ. Nếu đột nhiên xe của bạn bị xìn lốp ở nơi hoang vắng, hãy đục các lỗ nhỏ ở rìa lốp và nhét cỏ hoặc rơm vào. Phải mất một lúc đấy. Tùy vào lượng khí thoát ra, nhưng bạn sẽ có thể đến được trạm xăng gần nhất. Khi trời tối, bạn có thể dùng điện thoại di động hoặc máy ảnh làm thiết bị phản sáng khi đi qua một con đường lờ mờ tối. Điều này sẽ giúp các tài xế khác nhìn thấy bạn trên đường và phản ứng kịp thời. Rút điện thoại ra, mở khóa và chĩa màn hình sáng vào bất kỳ phương tiện nào sắp tới để cảnh báo cho các tài xế. Nếu vì lý do nào đó bạn hết nước sạch, hãy tự làm thiết bị lọc nước. Lấy một chai nhựa và cắt rời đáy ra. Nếu có giấy lọc cà phê hoặc ít nhất là một miếng gạt, hãy quấn chặt quanh nắp chai. Sau đó, nhét bông vào chai, rồi đến một nắm sỏi. Đặt một lớp gạc khác lên trên và thêm cát vào. Sau đó lặp lại với gạc, sỏi và cát một lần nữa. Bây giờ, bạn có thể đổ nước vào trong và chờ cho nó lọc ra. Nhưng nhớ đun sôi trước khi uống nhé! Đừng bật đèn sương mù phía sau khi đang lái xe trong mưa lớn. Người lái phía sau bạn có thể nhầm trúng với đèn phanh và đột ngột thắng lại. Đường đang trơn thế thì rắc rối to đấy. Ngay cả khi bạn không lái xe quá nhanh trong trời mưa thì vẫn luôn có nguy cơ bị trượt nước. Lớp nước đọng dưới đường đóng vai trò là chất bôi trơn giữa bánh xe và mặt đường, nâng lốp xe lên khỏi bề mặt. Trong trường hợp này, đừng xoay bánh lái mà phải bỏ chân ra khỏi chân ga ngay lập tức. Sau đó, từ từ và đều đặn nhấn phanh là ổn. Những dòng sông nông trông khá an toàn nhưng lại có dòng chảy ngầm rất nhanh, mang các vật thể như khúc gỗ, cành cây, đá và rác. Những vật này có thể va vào và làm người bơi bị thương. Nếu bạn bị cuốn vào một dòng chảy, hãy nằm ngửa, chân hướng xuôi dòng và đầu hướng ngược dòng để đầu được bảo vệ. Khi đến khu vực nước lặng hơn, bạn có thể bơi đi một cách an toàn. Bạn đã nhớ hết chưa? Tốt! Này, nếu bạn học được điều gì mới hôm nay, đừng quên nhấn thích và chia sẻ nhé! Tiếp theo là một vài video thú vị khác có thể bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấn vào bên phải hoặc bên trái và luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé!